hỗ trợ phục hồi những da thâm nám mụn và tàn nhang luôn nha mấy anh chị ơi. Đó em đang thoa nè, da nó cứ căng căng mướt mướt mống mịn thích gì đâu luôn á. Và sau đó tiếp theo là mình thoa một lớp kem phay lên như thế này. Kem phay này á là dạng kem phay nén, em bán nhiều chị nói trời bây giờ người ta ra mẫu nhóc rồi sao mà không đổi mẫu đi. Thật sự nha mấy anh chị, cái dòng kem phay này em bán 7 năm rồi, khách thích lắm, cho nên khách nói em á là đừng có đổi mẫu tại vì người ta xài quen rồi. Với lại sản phẩm, mỗi sản phẩm nhà em á khi mà cho ra đời á là đều có giấy công bố đi kèm với sản phẩm, đảm bảo là khi mà công thức sản phẩm nộp lên thì Sở Y tế chấp nhận an toàn và lành tính, em mới bán được suốt 7 năm, cho nên mấy anh chị yên tâm về cái vấn đề chất lượng ha. Và đặc biệt serum với kem phay kết hợp với nhau là đỉnh của chớp luôn, thẩm thấu tuyệt đối, không gây hầm bí cho da. Từ làn da thâm cho đến làn da nám, làn da mụn mấy anh chị cứ chọn mặt gửi vàng nha mấy anh chị nha. Em không chất lượng không bán suốt 7 năm và thật sự khách hàng em đã xài hiệu quả rồi em mới lên đây em bán cho mấy anh chị. Đó mình một lớp kem phay vậy ha, một lớp serum xong rồi một lớp chống nắng nữa là cả ngày mình tự tin luôn. Mà bây giờ mình mua hàng á, mua và cả bộ như thế này còn tặng kèm một thẻ cào khuyến mãi, khách em mới trúng 500 ngàn nữa đó. Nhã ví cho chị nào trúng quà lớn trong video này nha. Sản phẩm thì ưu đãi tốt, có khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, giá thành rẻ, mua cả ba mà chỉ có 509 ngàn. Đặc biệt khi xài có bất kỳ vấn đề gì bên em bảo hành, chịu trách nhiệm trên từng sản phẩm nữa, quá tuyệt vời.